Vô tình phạm lỗi phong thủy này ở cửa sau, bảo sao làm mãi không giàu, chẳng mấy mà tán gia bại sản. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, cửa sau hay còn gọi là cửa hậu là một yếu tố quan trọng góp phần tác động mạnh mẽ đến kiến trúc phong thủy của toàn bộ ngôi nhà. Cửa sau có vai trò khắc phục những khiếm khuyết của cửa chính, đồng thời nó cũng giúp dòng năng lượng của ngôi nhà được lưu thông liên tục, xua tan những luồng khí xấu ra khỏi mái ấm của bạn để dành chỗ cho vượng khí và tài lộc tích tụ lại bên trong, giữ cho gia đình luôn bình an, thuận hòa và hạnh phúc. Đáng tiếc là trong quá trình thiết kế và bày trí cửa sau, nhiều gia đình đã vô tình phạm phải các sai lầm nghiêm trọng, khiến vận may giảm sút, tài lộc thất thoát, thậm chí còn xua đuổi thần tài quay lưng bỏ đi. Vậy đâu là những lỗi cấm kỵ đối với cửa hậu mà chúng ta cần đặc biệt lưu ý? Kênh Phong thủy Gia Cát sẽ đặc biệt chia sẻ với quý vị ngay trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Cửa sau hay cửa hậu là cửa ở phía cuối, phía sau ngôi nhà. Thiết kế cửa sau thường gặp ở các ngôi nhà ống, nhà ở nông thôn, ít khi gặp ở nhà chung cư. Với cấu trúc nhà có cửa chính và cửa hậu, cửa chính sẽ là nơi đón khí, còn cửa hậu là nơi khí thoát bớt ra ngoài, khiến cho nguồn năng lượng lưu thông thường xuyên. Trong nhiều trường hợp, khi cửa chính không hợp, việc mở thêm cửa hậu hợp hướng với mệnh gia chủ sẽ là một giải pháp phong thủy hiệu quả. Một ngôi nhà được coi là tốt về phong thủy khi đó được nhiều sinh khí và các dòng khí có thể lưu thông thuận lợi. Vậy nên, để đón được nhiều sinh khí thì phải có cửa chính và cửa sau được thiết kế một cách thích hợp, hài hòa và hợp phong thủy trong xây dựng. Không những vậy, cửa hậu còn là cửa thoát hiểm dễ dàng cho bạn. Ví dụ, đó là khi có các sự cố hỏa hoạn, cướp bóc, chấn lột. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận mà mắc sai lầm khi thiết kế cửa chính và cửa phụ, có thể sẽ gây thất thoát đi dòng năng lượng tốt. Sai lầm thứ nhất, thiết kế cửa sau thẳng hàng với cửa chính. Trong khoa học phong thủy, cửa hậu và cửa chính thông với nhau thành một đường thẳng, được xem là đại kỵ. Điều này cũng áp dụng tương tự với những cánh cửa sổ. Điều này được coi là có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi nhà ngay khi vừa mới bước vào nhà. Những vượng khí vừa vào nhà đã bị đẩy ra ngoài quá nhanh. Gia chủ sẽ không gặp được những vận may, tài lộc, công danh tuột khỏi tầm tay. Dòng khí lưu chuyển từ cửa trước ra cửa sau cũng sẽ tạo nên một bức tường rào vô hình gây ảnh hưởng đến sự thăng tiến của công việc. Đồng thời, khi xây dựng nhà ở, các hộ gia đình ở Việt Nam đa phần đều xây nhà theo hướng Nam để có thể ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Vì vậy, nếu như thiết kế cửa hậu thẳng với cửa chính, như vậy hướng của cửa hậu sẽ là hướng Bắc. Mà nếu không xét đến yếu tố phong thủy, việc cửa có vị trí nằm ở hướng Bắc cũng khiến cho mùa đông trong ngôi nhà lạnh hơn rất nhiều, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Luồng khí di chuyển vào nhà liên tục sẽ làm cho người trong gia đình dễ bị cảm lạnh hay trúng gió. Còn đối với luồng khí lưu thông sẽ khiến người nhà bạn cảm thấy bứt rứt, sẽ làm họ cáu giận. Tương truyền có câu chuyện dân gian xưa. Một người nông dân xây dựng ngôi nhà với lối làm vườn thông suốt ra tận cửa sau. Sau khi xây nhà và sinh sống tại đây, bỗng nhiên ông gặp phải rất nhiều trắc trở, việc làm ăn ngày càng thưa thớt, thậm chí còn thua lỗ, nợ nần. Mãi đến sau này, ông được một nhà phong thủy mách nước, treo khánh và đặt cây xanh nhằm ngăn cách cửa hậu và cửa chính, giảm thiểu sự thất thoát của nguồn khí bên ngoài một cách tối đa. Kể từ đó, ông đã nhận được nhiều mối làm ăn tốt hơn, giàu có và sung túc hơn. Vậy mới thấy, luồng khí đi vào bên trong ngôi nhà sẽ di chuyển theo một đường thẳng băng nếu như cửa hậu và cửa chính thẳng hàng với nhau. Trong khi khu vực giữa cửa hậu và cửa chính lại có quá nhiều nguồn khí, gió, thì những khu vực còn lại bên trong ngôi nhà lại không nhận được khí từ bên ngoài, xảy ra tình trạng thiếu khí, không khí bị tụ hãm, tạo ra sự mất cân bằng trong không gian của ngôi nhà. Điều đặc biệt bạn cần lưu ý nữa là khoảng cách giữa cửa chính và cửa phụ cũng không nên đặt quá gần.
nếu đặt quá xa sẽ tốt cho sự vận hành của dòng khí lưu thông toàn bộ cho căn nhà. Sai lầm thứ hai, thiết kế cửa sau lớn hơn cửa chính. Bên cạnh đó, phong thủy cửa sau cũng cần được tránh xây lớn hơn chính môn. Đây chỉ được xem là một lối đi phụ, cửa thoát hiểm. Vì vậy, nó không được phép rộng hơn lối đi chính. Nếu không, dòng khí sẽ di chuyển quá nhanh qua cửa phụ, khiến không gian sống bị mất hết năng lượng. Theo các chuyên gia phong thủy, thiết kế cửa chính phòng ngủ nhỏ hơn cửa phụ thì sẽ làm ảnh hưởng đến đường con cái. Con thì cũng khó dạy bảo hoặc gây mâu thuẫn giữa vợ chồng trong gia đình. Hoặc trong phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng bếp có cửa chính nhỏ hơn cửa phụ thì sẽ khiến cho đường công danh, sự nghiệp của bạn bị thụt lùi, thất bại, hay thiên tài trong gia đình sẽ nhanh bị thất thoát. Không chỉ xấu về mặt phong thủy, thiết kế này còn dễ khiến nhà bị bí bách, ngột ngạt, ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên. Bên cạnh đó, việc xây dựng cửa sau quá lớn còn ảnh hưởng đến tổng thể mỹ quan của ngôi nhà. Nếu cửa được thiết kế ở nơi quá khuất, còn dễ tạo điều kiện cho kẻ gian, gây mất tầm an toàn cho gia đình. Sai lầm thứ ba, cửa hậu dẫn ra một khoảng không gian vắng vẻ. Nếu không thể đặt được ở vị trí khác, thì ở cửa hậu nên đặt thêm một cây cảnh ở lối vào. Điều này đảm bảo luồng không khí kém vượng sẽ bị giữ lại ở ngoài, để căn nhà trở nên phù hợp với cuộc sống gia đình hơn. Quý vị thân mến, sau khi theo dõi phần đầu của chương trình, chắc hẳn nhiều người đang vô cùng lo lắng vì căn nhà của mình phạm phải điều đại kỵ đối với cửa hậu. Vấn đề được đặt ra ở đây là liệu có cách nào để hóa giải các sai lầm này hay không? Chẳng lẽ gia chủ phải tốn kém một khoản chi phí đắt đỏ để xây dựng cánh cửa sau ư? Xin quý vị đừng quá lo lắng, bởi kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ một số mẹo phong thủy để hóa giải tình trạng này, giúp xua tan xui xẻo và chiêu dụ tài lộc về với căn nhà của bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, khắc phục vị trí của cửa sau và cửa chính bằng các vật dụng trong nhà. Gia chủ có thể sắp xếp lại đồ đạc trong nhà để phá vỡ các dòng chảy thẳng của khí cửa trước và cửa sau. Bạn có thể phá vỡ dòng chảy của khí bằng cách đặt thêm một cái bàn vào một vài chỗ cây cảnh nhỏ bên hông cầu thang nếu khi lưu thông theo khoảng không gian thẳng dọc giống với hành lang. Với giải pháp này, bạn đơn giản chỉ cần sắp xếp đồ đạc trong nhà làm phá vỡ dòng chảy thẳng của khí từ trước cửa ra cửa sau. Việc này có nghĩa là bạn kê thêm một cái bàn, một vài chậu cây cảnh bên hông cầu thang. Tuy nhiên, những đồ vật này cũng không phải là giải pháp tối ưu. Tốt nhất, bạn nên bố trí ở khu vực này một vách ngăn hoặc có thể kết hợp vách ngăn với tủ sách, tủ trang trí. Thứ hai, sử dụng rèm cửa và bình phong để khắc phục khoảng trống. Nếu nhà bạn có một ô cửa trống dọc theo đường giữa cửa trước và cửa sau thì vén bức màn theo vị trí trống này sẽ giúp bạn khắc phục được lỗi phong thủy cửa đối diện cửa. Và bạn không nhất thiết chỉ dùng màn hình mà có thể sử dụng đa dạng các kiểu để tạo mỹ quan cho ngôi nhà, nhưng bạn nên chú ý là không được dùng rèm che mỏng như xương. Bạn có thể sử dụng rèm cửa hoặc bình phong để khắc phục lỗi phong thủy cửa sau nhà thẳng với cửa chính. Làm khí tốt, không đi theo một đường thẳng ra ngoài. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý tránh làm cản trở lối đi hay làm mất mỹ quan của ngôi nhà. Thứ ba, phản xạ thủy tinh, khắc phục lỗi phong thủy cửa sau nhà thẳng cửa chính. Hãy sử dụng một vòng thủy tinh thể sát cạnh với đường kính 11:4 inch đến 2 inch để cửa phía sau nhà để khắc phục lỗi phong thủy cửa chính và cửa hậu thẳng hàng. Tác dụng của vòng thủy tinh theo phong thủy là hút khí và phản xạ lại khí trong tất cả các hướng. Điều này giúp làm phá vỡ sự lưu thông thẳng của khí và phát tán khí ra mọi hướng trong ngôi nhà. Rõ ràng phong thủy cửa sau nhà, vấn đề cần được quan tâm đúng mức để tránh nhiều điều không hay. Ngoài phong thủy cửa chính và cửa hậu thẳng hàng, bạn cũng cần lưu ý đó là không để cửa sân vườn tạo một đường thẳng với cửa chính và không được để cửa phòng ngủ, cửa nhà, cửa sân vườn tạo thành một đường thẳng vì sẽ phạm phải xuyên tâm sát và xuyên đường sát, gây ra các chuyện thị phi, gặp khó khăn về sức khỏe, gặp chuyện ngoài ý muốn, cô độc đến già. Quý vị thân mến, với những cấu trúc nhà ở có luôn cả cửa chính và cửa sau thì cửa chính thường là nơi để đón không khí, còn cửa sau thì sẽ là nơi để khí thoát không tốt bớt ra ngoài. Điều này nhằm giúp cho nguồn năng lượng tốt được lưu thông thường dễ dàng cũng như thường xuyên. Do vậy, đối với những ngôi nhà có diện tích tương đối lớn hơn hay hoặc là quá nhỏ, sẽ thường bố trí thêm cửa sau để tiện cho việc đi lại, đồng thời giúp cho căn nhà được thoáng mát hơn. Nhưng không phải lúc nào đặt ở cửa cũng được, nên tránh không phạm phải các lỗi về phong thủy.
Quý vị thân mến, ngoài tránh những đại kỵ khi thiết kế cửa sau thì ngoài ra bạn cũng nên chú ý khi đặt đồ dùng ở bên cạnh cửa sau. Vậy chúng ta nên chú ý điều gì? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ trong phần ngay sau đây. Thứ nhất, tránh mở cửa gặp bình hoa. Theo phong thủy, mở cửa gặp bình hoa vốn là điểm tốt. Tuy nhiên, nhiều gia đình hay mắc phải lỗi này vì suy nghĩ có thể bình hoa trang trí sẽ trang nhã hơn. Các chuyên gia phong thủy lý giải bình hoa sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, gây ra vận đào hoa xấu cho gia đình. Ví dụ như thường gặp người thứ ba trên chân phá hoại, hoặc cặp đôi đã đính hôn nhưng trục trặc mãi không làm đám cưới. Thứ hai, vào nhà gặp ngay cửa nhà vệ sinh. Trong phong thủy, nhà vệ sinh thường được coi là cái xấu. Chính vì vậy mà nơi đặt nhà vệ sinh đều là vị trí hung nhất trong căn nhà với mục đích lấy độc, trị độc. Nếu mở cửa lớn gặp nhà vệ sinh là điều đại kỵ, ngoài việc khiến gia chủ hay gặp xui xẻo và trục trặc, nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong nhà. Với nam giới, thường mắc các bệnh về thận và bàng quang, cơ thể mệt mỏi, ủ rũ, trí nhớ suy giảm. Thứ ba, mở cửa gặp tủ lạnh. Không nên để tủ lạnh ở ngay cửa chính ra vào, bởi vì đồ vật này chỉ hợp với để các góc nhà. Mở cửa mà gặp tủ lạnh sẽ khiến gia chủ lao đao, gặp nhiều trục trặc, mất tốn công sức trong công việc và ảnh hưởng lớn đến tài vận. Gia chủ bất cứ làm chuyện gì cũng phải nỗ lực gấp đôi hoặc trả giá mới thành công. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.